Rồi, xin chào tất cả khán giả của kênh Từ Măng Riêu. Vâng, xin chào cả nhà nha. Khoảng một phút nữa thì chúng ta buổi live stream ngày hôm nay sẽ được bắt đầu với chủ đề là bí quyết để giúp khách hàng có thể tìm được tài sản phù hợp tại trung tâm Sài Gòn. Đây là buổi live stream thứ hai của kênh Tường Văn Riêu. Ở chủ đề đầu tiên thì chúng ta đã cùng nhau đi qua cái nhịp đập của thị trường bất động sản trung tâm thành phố Hồ Chí Minh từ đầu năm 2024 cho tới nay. Thì ở chủ đề thứ hai này thì kênh Tường Văn Riêu muốn gửi tới quý khách hàng, quý khán giả một cái chủ đề mà cực kỳ quan trọng. Theo đánh giá của Thuần, nhận thấy rằng là trong suốt cái khoảng thời gian qua mà có cái thời gian làm việc trực tiếp với khách hàng của mình rất là nhiều, thì Thuần nhận thấy rằng là có một cái điểm khá là khó khăn khi mà có thể là kết nối trong cái quá trình tư vấn với khách hàng mà mua cái tài sản tại trung tâm Sài Gòn, để có thể rằng là tìm được cái điểm phù hợp nhất với khách hàng hoặc là những cái tiêu chí mà khách hàng đặt ra, để từ đó có thể là đưa ra những cái lời khuyên, những cái sự tư vấn cho khách hàng có thể mua được một cái tài sản phù hợp nhất. Cho nên đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay thì kênh Tường Văn Riêu quyết định là một trong những cái chủ đề đó là như Văn vừa mới có đề cập, đó chính là bí quyết để khách hàng mua được một tài sản phù hợp tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ok, và chào mừng anh chị và các bạn, chúng ta đã đến với chủ đề live stream ngày hôm nay. Thì Văn nhắc lại đến anh chị, đó chính là bí quyết để giúp khách hàng có thể tìm mua được tài sản phù hợp tại trung tâm Sài Gòn. Và Văn tin là với chủ đề ngày hôm nay thì sẽ mang lại đến cho anh chị và các bạn rất là nhiều giá trị, cũng như là sẽ tiết kiệm được rất nhiều về cái thời gian công sức của anh chị khi mà chúng ta tìm kiếm lựa chọn một tài sản ở trung tâm. Và trên thực tế thì phần lớn trong quá trình mà Văn hỗ trợ khách hàng thì Văn thấy là các khách hàng của Văn là mất rất là nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, và thậm chí những khách hàng mua rất là nhanh thì phải từ vài tháng cho tới một năm mới có thể quyết định được một tài sản. Và có một số khách hàng thậm chí là 2 đến 3 năm vẫn chưa có thể tìm kiếm hoặc là mua cho mình được một cái quỹ đất hoặc là một cái tài sản phù hợp tại trung tâm Sài Gòn. Và cũng rất là tiếc một số khách hàng là khi mà đã có những cái tài sản phù hợp rồi thì ngay tại thời điểm đó thì vẫn chưa có thể đưa ra được quyết định được ngay, bởi vì sẽ còn rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như là bàn bạc với gia đình nè, rồi bàn bạc với cổ đông, rồi đàm phán về giá. Thì khi mà đưa ra mức giá thấp quá so với mức giá mà chủ bán kỳ vọng thì nó cũng khiến cho chúng ta chậm đi một nhịp, và chúng ta lại phải bắt đầu chúng ta tìm kiếm một cái sản phẩm mới. Thì theo anh Thuần làm cái những cái khó khăn đó, vậy thì cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta bàn luận sẽ mang lại những cái giá trị gì cho khách hàng thông qua cái buổi live ngày hôm nay? Ở cái buổi live thứ hai, giống như lúc đầu Thường có chia sẻ tới quý khách hàng của mình, thì trong suốt cái quá trình làm việc thì Thường luôn có một cái cảm giác rất là đau đớn khi mà mình làm như thế nào để có thể phối hợp tốt nhất đối với người mua, để có thể rằng là giúp người mua tìm được một cái tài sản phù hợp. Và nếu như mọi người có để ý thì cái chủ đề ngày hôm nay Thường dùng cái từ đó là mua được một tài sản phù hợp, chứ không phải là mua được một tài sản giá rẻ, mua được tài sản tốt, mua được một tài sản ngộp ngân hàng như chúng ta thường hay nghe các cái chủ đề bàn luận tới, hay là các cái cộng đồng mà môi giới đang hay đề cập tới, mà thường dùng cái từ phù hợp. Vậy thì cái từ phù hợp ở đây theo góc nhìn của Thuần là nó bao gồm hết tất cả các yếu tố vừa nêu ở trên. Thứ nhất là vị trí phù hợp, thứ hai là giá phù hợp, thứ ba là những cái công năng, những cái giá trị sử dụng thực tế của tài sản đó ở thời điểm hiện tại và trong tương lai nó phù hợp với người mua. Và cái từ phù hợp đó giống như Thuần đề cập là nó sẽ bao hàm hết tất cả những cái tiêu chí ở trên. Vậy thì cái tiêu chí đó, cái từ đó nó sẽ là đóng góp một cái vai trò như thế nào trong cái quyết định của một khách hàng để có thể giao dịch một tài sản thành công, thì Thuần sẽ chia sẻ sâu sắc tới quý khách hàng ở những cái nội dung ở phía sau. Nhưng mà Thuần chia sẻ tin rằng là dĩ nhiên khi mà chúng ta tìm kiếm một cái tài sản
để mà mua được ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại, đó là một cái bài toán cũng không hề dễ dàng cho quý khách hàng. Ngay khi mà anh Thuần đã chọn ra một cái chủ đề ngày hôm nay, buổi live thứ hai, đó là tìm một tài sản phù hợp, thì ngay khi mà anh đã đưa ra chủ đề đó là quý anh chị và bạn biết là Văn đã đặt ngay một câu hỏi liền cho anh Thuần, đó là tại sao phải phù hợp. Vấn đề này là mình phải đặt ra rất là sâu để mà anh em mình bàn luận sâu về vấn đề này. Nó không phải là những cái tài sản mà cứ rẻ, cứ ngọt ngân hàng là chúng ta sẽ được chọn, mà cái sản phẩm đó nó phải đạt được rất nhiều tiêu chí A, B, C, D theo một cái tiêu chí rất là rõ ràng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi sâu hơn về cái chủ đề ngày hôm nay, đó là bí quyết để giúp khách hàng, giúp anh chị và các bạn có thể tìm kiếm mua được một tài sản phù hợp tại trung tâm Sài Gòn. Vậy thì theo anh Thuần á, là những cái bí quyết nào sẽ giúp cho nhà đầu tư chúng ta sẽ mua được một cái sản phẩm phù hợp tại thị trường của bất động sản trung tâm Sài Gòn? Thật sự ra để mà nói về bí quyết thì nó cũng không có những cái điều nó quá là sâu xa hay là cao siêu gì cả, mà trong suốt quá trình mà 8 năm nghĩa là công tác bán, thực hiện chính công tác bán hàng trực tiếp, thì anh đã hỗ trợ được cho rất nhiều khách hàng mua được một cái tài sản phù hợp, một cái tài sản tốt. Và đâu đó là anh cũng đã cùng với khách hàng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để mà mua được một cái tài sản phù hợp. Thì trong suốt cái quá trình mà làm việc với những khách hàng mà mua thành công và những khách hàng mua chưa được thành công, thì anh nhận thấy rằng là có hai cái sự khác, có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai nhóm khách hàng đó. Mà chúng ta có thể rằng là đâu đó đã từng nghe nói tới, đó là quy trình mua hàng. Thật sự ra là có sự khác biệt rất là lớn giữa hai nhóm khách hàng mà mua thành công và chưa mua thành công, hoặc nhóm khách hàng đã bỏ lỡ cái cơ hội. Vậy thì trước đây khi mà Thuần làm việc ở nhiều doanh nghiệp thì chúng ta sẽ thường xuyên nghe tới cái từ phổ biến hơn, đó là quy trình bán hàng. Dạ quy đúng rồi, em thường đó là em nghe đến là cái quy trình bán hàng, bán cho khách hàng như thế nào. Nhưng mà rõ ràng là đây là một cái thuật ngữ, một cái khái niệm mà nó thật sự là nó chưa có rộng rãi. Vậy thì anh Thuần có thể chia sẻ cụ thể và chi tiết hơn cho các khách hàng của kênh Từ Văn Real là biết được là cái bí quyết, cái quy trình để mà mua hàng như thế nào để khách hàng có thể nhanh chóng để có thể lựa chọn được một cái sản phẩm phù hợp. Như cái câu hỏi của Văn và cũng như là giống như trong chủ đề mà chúng ta nói tới và bàn luận trong ngày hôm nay, thì Thuần muốn nhắc tới là cái quy trình mua hàng. Thì để đi sâu hơn thì Thuần muốn chia sẻ tới quý khách hàng rằng là trong suốt cái khoảng thời gian mà Thuần làm việc bán hàng thì có những khách hàng mất khoảng tầm 6 tháng tới 1 năm để có thể mua được một sản phẩm phù hợp. Nhưng đâu đó rằng là có những khách hàng vẫn có những cái niềm đau rằng là mất tới khoảng tầm 4 năm thì vẫn chưa mua được một cái tài sản phù hợp, và khách hàng đó đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Thì gần như là những cái tài sản mà trong suốt quá trình anh tư vấn khách hàng, thì khách hàng có những khách hàng thì cần nhiều thời gian hơn trong quá trình bàn bạc với gia đình, bàn bạc với cổ đông, vì phần lớn là khách hàng mà Thuần làm việc thì đều là doanh nghiệp, hoặc là cái tài sản của mình nó mang giá trị lớn, cho nên khách hàng sẽ mất thời gian cho phần đó. Nhưng mà sau khi mà anh làm việc một thời gian thì anh nhận thấy rằng là một trong những yếu tố cũng rất là quan trọng khiến khách hàng không mua được, đó chính là cái sự quyết liệt của khách hàng khi mà tìm kiếm một cái sản phẩm nào đó. Vậy thì để mà chúng ta rút ngắn được cái khoảng thời gian cái quy trình mua hàng nó ngắn lại cho khách hàng để mà thể tìm kiếm được một tài sản phù hợp, thì anh mới mong muốn rằng là làm một cái buổi live stream để chia sẻ tới khách hàng mà gọi là chưa mua được cái tài sản phù hợp, hoặc là đang trên con đường tìm kiếm tài sản phù hợp cho mình, thì để mình nắm được một cái quy trình mua hàng này. Thì là anh đã đúc kết được từ rất nhiều nhà đầu tư hay là những khách hàng mà đã mua bất động sản thành công, và gần như là cái bài toán đầu tư nào
Và cái deal nào khách hàng thành công thì nó cũng mang lại những cái giá trị rất là lớn và khách hàng cực kỳ hài lòng. Thì đó là lý do tại sao mà anh muốn chia sẻ tới mình cái chủ đề này. Vậy thì để không mất nhiều thời gian luôn thì bây giờ anh sẽ đưa ra cái quy trình cho quý khách hàng của mình. Thì ở cái việc đầu tiên khi mà chúng ta cần trước khi chúng ta mua một cái tài sản bất động sản ở khu vực trung tâm thì chúng ta cần phải xác định cực kỳ rõ rằng là cái mục đích mua hàng đó. Thì trong suốt cái quá trình tiếp khách đó, thì anh nhận thấy rằng là có sự khác biệt nha. Phần lớn thì khách hàng mua thành công thì có những cái list yêu cầu về bất động sản cực kỳ cụ thể luôn. Và họ chia sẻ rất là thẳng thắn ngay từ thời điểm mà gặp mặt với là cái nhà tư vấn hay là nhà môi giới của mình. Họ chia sẻ từng gạch đầu dòng và nó cực kỳ rõ ràng chi tiết. Vậy thì anh nhận thấy rằng là nếu như khách hàng mà mua sử dụng hay là mua một bất động sản nào để sử dụng ở thời điểm hiện tại hoặc có kế hoạch phát triển trong tương lai thì thường ấy khách hàng sẽ đưa ra các cái tiêu chí như là thứ nhất là bất động sản nằm ở quận nào, đường một chiều hay hai chiều, giao thông ở cái vị trí bất động sản đó nó có những cái yếu tố gì thuận tiện cho các hoạt động kinh doanh của khách hàng hay không, thậm chí rằng là kỹ tới mức rằng là ở đó nó có bao nhiêu chỗ đổ xe và thiết kế có phù hợp với mục đích sử dụng hay không, vân vân và vân vân. Đó là những cái tiêu chí mà đầu tiên khi khách hàng mua để sử dụng nhắm tới. Ở cái nhóm khách hàng thứ hai đó là nhóm khách hàng mua đầu tư thì gần như khách hàng những yếu tố mà anh vừa mới kể trên đó, thì khách hàng nó sẽ để ở dưới. Mà khách hàng mua đầu tư thường sẽ quan tâm tới gì ạ? Tới cái giá của bất động sản đó ở thời điểm hiện tại thì nó có thực sự tốt ở trên mặt bằng thị trường hay không, và cái khu vực đó thì nó có tiềm năng tăng trưởng về giá hay không. Đó thì đó là cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai nhóm khách hàng khi mà trong suốt cái quá trình mà anh làm việc mà anh thấy rằng là khách hàng khi mà làm việc để mà mua tài sản phù hợp thì chúng ta cần phải xác định cực kỳ rõ ràng rằng là chúng ta mua cái tài sản đó mua để sử dụng hay là mua để đầu tư. Để đầu tư phải rõ ràng cho mục đích. Ngoài ra thì anh cũng xin chia sẻ thêm thì có một cái nhóm khách hàng nhỏ như thế này mà trong trong khoảng tầm 2 tháng gần đây thì kênh Tường Văn Riêu cũng giúp cho một anh chị mua được một cái tài sản ở đâu đó khoảng tầm hơn 120 tỷ. Thì rằng là anh khách hàng này anh sẽ nhu cầu anh mua thì ở thời điểm hiện tại là anh tích sản. Tích sản. Tuy nhiên thì lại anh tìm hiểu rất là sâu để mà có thể rằng là cái tài sản đó sử dụng được cho cái mục đích kinh doanh của anh trong vòng 2 tới 3 năm tới. Thì cũng có một cái nhóm khách hàng là mua tích sản để có những cái giá trị đầu tư, nhưng nó cũng đi kèm rằng là những cái phù hợp, cái điểm phù hợp bất động sản nó đáp ứng được những cái tiêu chí kinh doanh sản xuất của anh khách hàng ở trong vòng 2 hoặc 3 năm tới hay không. Thì đó là một cái nhóm khách hàng nữa mà anh muốn đề cập tới. Thì đúng như những gì mà anh Thùng chia sẻ thì rõ ràng là trong quá trình mà Văn tiếp xúc khách hàng, tư vấn khách hàng trong những cái cuộc gọi đầu tiên đó là Văn phải biết được khách hàng, cô chú anh chị gọi đến Văn là để mua tài sản đó để làm gì. Anh chị tìm mua nhà phố hay là biệt thự hay là tòa nhà văn phòng và mua để làm gì, mua để sử dụng, mua để ở hay là mua để đầu tư, và khu vực quận nào, thì đó là một trong những cái bước đầu tiên để Văn có thể dễ dàng giúp cho anh chị và các bạn có thể tìm kiếm được tài sản phù hợp tại trung tâm. Thì đó là cái bước đầu tiên mà những gì mà anh em mình đang làm theo một cái quy trình để hỗ trợ cho khách hàng. Vậy thì một khách hàng mà có những cái list yêu cầu rất là rõ ràng thì lúc đó nó sẽ rút ngắn được cái thời gian để anh chị chúng ta có thể tìm kiếm được một cái sản phẩm. Đúng như Văn nói thì đó là những cái bước đầu tiên mà người khách hàng khi mà mua bất động sản thì chúng ta cần phải xác định rõ, đó là cái mục đích mua hàng. Cái thứ hai, bước thứ hai mà anh muốn nhắc tới là một trong những điều cực kỳ quan trọng mà gần như là ở cái cuộc gọi đầu tiên nào hay trong những cái bước tương tác đầu tiên nào thì anh thường luôn đặt cái câu hỏi đó cho khách hàng. Chỉ có điều rằng anh đặt một cách nó khéo léo hay là nó như thế nào để có thể là khách hàng là sẵn sàng cởi mở và chia sẻ nó một cách nó cụ thể hơn. Đó chính là ngân sách để khách hàng có thể là mua tài sản ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu.
Thường thì khách hàng cần phải xác định hai, cần phải xác định rõ là khi mua tài sản đó thì có hai 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 cách cái ngân sách của mình. Thứ nhất đó là chính là ngân sách tối ưu. Thứ hai đó là phần ngân sách có thể. Vậy thì anh sẽ giải thích cho khách hàng cũng như Văn nắm được là tại sao mà chúng ta anh đang dùng cái từ là ngân sách tối ưu và ngân sách có thể. Đó là ngân sách tối ưu ở đây có nghĩa rằng là đó là một cái vùng ngân sách mà khách hàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cái mục tiêu ban đầu để mà tìm kiếm cái bất động sản với cái giá trị đó. Có thể là ví dụ như là anh nói rằng là khách hàng sẽ mua một tài sản khoảng tầm 100 tỷ đi. Thì có nghĩa rằng là khách hàng đã chuẩn bị sẵn cái nguồn ngân sách 100 tỷ. Hoặc là có sẵn những cái nguồn tài sản khác, ví dụ như là vàng, chứng khoán mà có thể hoàn thành thanh khoản nhanh để mà chuyển đổi ngay lập tức. Ngay tại thời điểm mà khách hàng mua được, tìm kiếm được một cái tài sản phù hợp thì anh sẽ gọi đó là cái phần đó là cái ngân sách tối ưu. Có nghĩa rằng là khách hàng rất dễ đưa ra cái quyết định khi mà tìm được một cái tài sản phù hợp ở cái vùng ngân sách đó. Và cái khái niệm thứ hai đó là ngân sách có thể. Ngân sách có thể có nghĩa rằng là trong cái quá trình tìm kiếm ở trên thị trường đó, thì có thể rằng là chúng ta sẽ phát sinh những cái tài sản mà nó đáp ứng được những cái yêu cầu của mình ở trong tương lai vài năm tới. Hoặc là một cái tài sản nó bị nằm ở vị trí hay là mọi thứ nó quá đẹp đi, thì lúc đó là khách hàng sẽ phải cân nhắc rằng là vì nó quá đẹp như thế này mà nếu chúng ta không mua thời điểm này thì có thể chúng ta sẽ mất cơ hội. Vì vậy rằng là sẽ khách hàng sẽ phải cân đối làm như thế nào để có những cái vùng ngân sách gọi là ngân sách có thể nâng lên. Ví dụ như 100 tỷ thì bây giờ khách hàng có thể là cân nhắc ở cái vùng ngân sách là 150 tỷ. 150 tỷ này nó có thể tới từ nhiều kênh khác nhau. Thứ nhất á, là có thể tới từ những cái kênh đầu tư như là chứng khoán, vàng như anh vừa mới kể trên. Ngoài ra thì nó còn có là nó tới từ việc chúng ta có thể thanh khoản những cái bất động sản ở những cái vị trí khác, hoặc là sổ tiết kiệm. Đó, chúng ta thanh khoản ở những cái bất động sản ở vị trí khác để chúng ta chuyển dịch sang ta đầu tư một cái bất động sản nó mang tính chất là gì, là hiệu quả hơn. Nhưng mà trước khi chúng ta tìm kiếm một bất động sản thì để mà chúng ta có cái phương án mà làm việc với các bạn mà nhà tư vấn của mình có hiệu quả hơn, cũng như là chúng ta hoạch định cái tài chính của mình để khi mà chúng ta gặp được mỗi tài sản đó mà chúng ta không có bị chậm trễ trong cái việc đưa ra quyết định của mình thì chúng ta cần phải hoạch định rất là rõ chúng ta có những cái ngân sách dự phòng khoảng bao nhiêu phần trăm đó. Tại vì phần lớn anh Thuần cũng muốn chia sẻ với Văn là 80-90% mà khách hàng mà anh Thuần đang làm việc thì đa phần các khách hàng của mình toàn là các chủ doanh nghiệp không. Cho nên cái nguồn vốn để mà các anh chị sử dụng trong cái hoạt động sản xuất nó rất là quan trọng. Có những cái hợp đồng mà anh chị cần phải xử lý về dòng tiền cho mình. Cho nên rằng là có những trường hợp gần đây thôi, khoảng tầm tháng 6 năm 2024 vừa rồi thì anh Thuần vừa mới cùng với khách hàng của mình mua không kịp một cái tài sản khoảng đâu đó gần 200 tỷ. Vì cái lý do là chị chưa sẵn sàng trong cái việc rằng là cái tài sản đó nó hơi vượt cái ngân sách của chị một tí. Nhưng cuối cùng rằng là chị chưa có sự chuẩn bị cụ thể rõ ràng, khiến cho rằng là chị phải làm các cái thủ tục ngân hàng về định giá này kia tất cả mọi thứ, rồi về dòng tiền, các cái hợp đồng giữa doanh nghiệp của chị với các doanh nghiệp khác. Cho nên là chị đã mua một cái tài sản đó. Và tới bây giờ luôn là chị khách hàng nó vẫn đau đáu tiếc nuối với tài sản. Và bản thân anh khi mà anh gặp khách hàng của mình thì anh hỏi rất là thẳng thắn. Tại vì thật sự ra là theo quan điểm cá nhân của anh cái ngân sách đó nó rất là quan trọng để giúp cho nhà môi giới có thể rằng là tư vấn những cái sản phẩm phù hợp mà khách hàng đang nhắm tới, để từ đó là gì, khách hàng của mình rút ngắn được những cái khoảng thời gian, từ đó tiết kiệm được rất nhiều cái nguồn lực về mặt con người, về mặt thời gian để mà tìm kiếm được, mua được một cái sản phẩm phù hợp. Ok, vậy là cái bước thứ hai là sau khi mà mình đã biết được mục đích mua rõ ràng thì tiếp theo là phải cung cấp cho nhà môi giới cũng như là phải thấu hiểu được khách hàng là cái phần ngân sách. Thì sau chia sẻ của anh Thuần thì em đánh giá cái phần mà xác định được rõ cái phần ngân sách, đây là một cái điều cực kỳ quan trọng không anh chị, bởi vì đây sẽ là một cái để mà mình có thể Văn có thể giúp cho anh chị đưa ra những cái sản phẩm phù hợp thông qua cái việc anh chị có thể chia sẻ về cái ngân sách mua của anh chị ở thời điểm hiện tại. Và
Em vẫn có một cái như thế này anh Thuận, là trong quá trình mà em tư vấn hỗ trợ khách hàng á, thì phần lớn thì khách hàng sẽ không có cởi mở ngay, chia sẻ ngay cái phần ngân sách cho mình một cách rõ ràng nhất. Thì theo anh Thuận là anh có một cái gợi ý thêm để giúp em có thể kết nối được giúp khách hàng chia sẻ nhiều hơn về cái phần này được không? Thật ra là không phải một mình bản thân Văn gặp khó khăn đâu, mà bản thân anh Thuận và rất nhiều cái bạn nhà môi giới ở bên ngoài thì cũng gặp khó khăn trong cái vấn đề này. Thì nó tới từ nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nếu mà về nguyên nhân chủ quan ấy, thì có thể nói rằng là chính cái nhà môi giới mà khách hàng đang làm việc ấy, chưa tạo được cái sự tin tưởng nhất định khách hàng sau có thể là một vài lần làm việc. Tại vì có thể rằng là khách hàng cũng chỉ mới làm việc với bạn môi giới đó thôi, là thứ nhất. Thứ hai ấy, rằng là Văn cũng biết rằng là từng cái vấn đề về tình hình tài chính cá nhân là một cái vấn đề nó rất là nhạy cảm. Cho nên là đâu đó rằng nó sẽ có một cái rào cản nhất định. Rào cản nhất định là khi mà khách hàng sẵn sàng chia sẻ cái tình hình tài chính cũng như là cái ngân sách của mình khi mua tài sản. Cái bản thân anh luôn thì anh cũng mất rất nhiều thời gian để có thể anh và khách hàng dành nhiều cái buổi gặp để mà gì ạ, chúng ta tháo gỡ những cái nút thắt. Thậm chí rằng là có những khách hàng mà anh thường tư vấn cho khách hàng mua thành công là có những cái buổi chia sẻ rất là sâu về anh chị đang vay bao nhiêu, đang có sẵn quyền mặt bao nhiêu, rồi thậm chí rằng là từ góc nhìn đó thì anh thường có thể tư vấn lại cho khách hàng rằng là mua với cái vùng ngân sách bao nhiêu thì nó sẽ mang tính chất an toàn hơn cho cái việc sản xuất kinh doanh. Cho nên á, rằng là để mà góp ý cho cái làm như thế nào mà chúng ta hiệu quả hơn á, thì dĩ nhiên như anh Thuận vừa nói thì nó phải tới từ cả hai phía. Ở đầu tiên đối với cái nhà môi giới của bản thân anh em mình thì phải làm như thế nào để mà tạo được cái lòng tin cho khách hàng của mình. Tạo được lòng tin của mình á, thứ nhất là ở cái sự chuyên nghiệp. Cái sự chuyên nghiệp của anh nhắc tới đây không phải là chuyên nghiệp trong cái việc rằng là ăn mặc lịch sự là chuyên nghiệp, mà chuyên nghiệp ở đây rằng là tất cả trong cái phần mà tác phong, rồi trong những cái thông tin mà chúng ta cung cấp cho khách hàng nó phải mang tính chất thực tế, và chúng ta phải hiểu được những cái câu hỏi và chúng ta nắm được những cái phương án trả lời thật là rõ ràng và chính xác về tài sản chúng ta cung cấp ngược lại cho khách hàng. Thì lúc đó mới nâng cao được cái lòng tin của khách hàng đối với nhà môi giới. Chúng ta phải thật sự trở thành chuyên gia trong những cái tài sản mà chúng ta tư vấn cho khách hàng. Thì lúc đó khách hàng mới đủ lòng tin. Và một trong những cái thứ hai nữa là cái yếu tố cũng phải tới từ khách hàng của mình. Khách hàng của mình, tại vì anh làm việc một thời gian thì anh thấy rằng là gần như cái hồ sơ nào mà kênh Tường Văn Riêu giúp cho khách hàng của mình mua được một cái tài sản phù hợp thì lúc từ đó trở đi là khách hàng rất là thân thiết với lại Thuần hay là tới Văn, tại vì khách hàng đã gỡ đi được những cái rào cản đó. Và nếu có những khách hàng mà Thuần với Văn là tư vấn mất khoảng tầm một năm trời thì lúc đó mới có thể mua được tài sản phù hợp, thì lúc đó mới nghĩ rằng là nếu như chúng ta gỡ được cái nút thắt mà vấn đề về mặt tài chính, về ngân sách mua mà ở thời điểm rất là sớm thì coi như chúng ta đã rút ngắn được cái khoảng thời gian mua hàng cho khách hàng rất là nhiều. Vì Văn biết rằng là gần như cái khách hàng mà đi tìm kiếm một tài sản mua rất là mất nhiều thời gian về nguồn lực luôn. Về cả tiền bạc, về chi phí, tại vì đi cũng rất cực để mà tìm hiểu mà đi xem tài sản. Cho nên á, theo góc nhìn của anh á, thì nó phải tới từ hai phía luôn. Tới từ cả nhà môi giới và tới từ khách hàng, thì lúc đó mới có thể là tháo gỡ được cái nút thắt như thế. Hai bên là lúc nào cũng phải chia sẻ nhau hơn, nhưng mà thông qua nhà môi giới chúng ta phải luôn chủ động để tạo ra sự gắn kết, cũng như là mang đến cho khách hàng sự chuyên nghiệp, cũng như là những cái thông tin mà thực tế nhất đến khách hàng, thì lúc đó sẽ giúp cho khách hàng có lòng tin để mà có thể chia sẻ được cho anh em chúng ta về cái phần ngân sách có thể mua được chính xác rõ ràng nhất tại trung tâm Sài Gòn. Vậy thì em vẫn đang tò mò ở cái bước tiếp theo là bước đó sẽ như thế nào để giúp khách hàng có thể ra được cái quyết định mua một cái tài sản. Thì anh chia sẻ cho mọi người luôn ha. Ở cái chúng ta vừa đi qua hai bước,
và một trong những cái bước mà gọi là cái bước cuối cùng. Đây là một trong những cái bước mà gọi là quyết định chúng ta có thể mua được tài sản hay không, đó chính là cái sự dứt khoát, và thứ hai là cái sự quyết liệt phát hiện. Thì đó là cái điểm mà anh thấy rằng là cái sự khác biệt rất là lớn giữa khách hàng mua thành công và khách hàng gọi là mua chưa được tài sản hoặc là đã bỏ lỡ những cái cơ hội. Cái sự quyết liệt này á, nó sẽ tới từ những cái việc rằng là ngay từ thời điểm mà khách hàng nhận được cái sản phẩm đến từ nhà môi giới gửi tới, thì khách hàng rất là chăm chú hoặc là nghiêm túc để mà tìm hiểu về sản phẩm đó, có những cái cuộc gọi liên tục để làm sao để mà hiểu rõ về cái sản phẩm của mình. Cái sự quyết liệt thứ hai là sau khi mà khách hàng của mình đó mà đã thấy được một cái tài sản phù hợp, là ngay lập tức khách hàng sắp xếp được khoảng thời gian để đi mua cái tài sản, để mà đi xem thực tế tài sản đó. Và cái quyết liệt cuối cùng, đây là cái điểm quan trọng này. Gần như là những nhà môi giới hay là khách hàng, thì đây là một trong những cái điểm tiên quyết, đó chính là khi mà khách hàng tìm được một cái sản phẩm phù hợp rồi thì khách hàng hãy quyết liệt để mà đưa ra những cái option, cái đề xuất của mình đối với chủ nhà. Đề xuất thứ nhất là đề xuất liên quan tới vấn đề là cái giá mua của tài sản đó. Thứ hai là mua cái tài sản nó sẽ thanh toán như thế nào đó, và cái thứ ba rằng là các cái phương án mà nhà môi giới giúp mình có thể đàm phán mua được tài sản thành công đó. Thì anh chia sẻ với Văn là đây là một cái câu chuyện mà trong suốt cái quá trình mà bán hàng của anh Thuần với lại khách hàng thì nó có hẳn một cái gọi là cái kế hoạch mua hàng luôn. Đây là khi mà khách hàng của anh đã gặp được một cái tài sản phù hợp rồi thì anh với khách hàng sẽ họp liên tục. Họp liên tục, có thể rằng là họp mà online hoặc có thể gặp trực tiếp hoặc là tới ngay văn phòng khách hàng để tìm ra những cái phương án mà giúp khách hàng có thể mua được cái tài sản đó. Thì chia sẻ ở đây có nghĩa là anh sẽ chia sẻ sơ bộ, có nghĩa là khách mua sẽ cần những cái thông tin rằng tài sản đó hiện tại là cái mức độ thiện chí bán của chủ tài sản là như thế nào. Tài sản đó thì theo em đánh giá thì có những cái cơ hội gì chúng ta có thể mua được so với những đối thủ cạnh tranh khác. Thật sự là mua hàng đâu phải có một mình khách hàng mình đi mua, mà ở trên thị trường có rất nhiều khách hàng khác. Ở trong giai đoạn này mọi người có thể thông qua cái chủ đề đầu tiên mà mình thấy rằng là cái thị trường bất động sản trung tâm nó rất là sôi nổi. Bây giờ người mua hiện tại là đã cái cầu đó, nó cao hơn là cả cái cung nữa. Cho nên nó rằng là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch mua hàng mà anh họp với khách hàng liên tục để có thể đưa ra những cái phương án. Thậm chí là có những đêm là anh trao đổi với khách hàng là tới 11 giờ rưỡi, 12 giờ đêm để có thể đưa ra cái thuyết phục. Và thậm chí là mình phải đưa ra cái kế hoạch đó để khách hàng của mình thấy thuyết phục, để có thể rằng là tại sao tôi mua được cái tài sản này nếu mà chúng ta làm việc với bạn môi giới này. Đó chính là cái lý do mà khi anh nói rằng là cái sự quyết liệt của khách hàng khi mà nó tìm được một sản phẩm phù hợp rồi, nó phải đủ lớn, nó phải đủ lớn thì chúng ta mới có cơ hội chúng ta mua được tài sản đó. Tại Văn biết rằng là vì như anh nói, chúng ta đã làm rất là kỹ ở bước 1 và bước 2, nghĩa là chúng ta xác định, chúng ta tìm hiểu rất là kỹ về sản phẩm. Nhưng nếu như tới cái bước cuối cùng mà chúng ta hơi thì có thể rằng là chúng ta sẽ bỏ lỡ mua cái tài sản đó. Em thấy là nhận thấy là có khá là nhiều anh chị là mang tâm thế là nhà đầu tư, nhưng mà khi mà đã nhìn thấy được sản phẩm phù hợp rồi này, nhiều khi là có khi là sẽ có căn tốt hơn nữa. Thì với một cái tâm thế đó thì theo anh Thuần thì có cách nào để giúp cho khách hàng đó sẽ nhanh chóng hơn bỏ đi cái tâm lý đó? Theo cái đó cái đó là một trong những cái niềm đau rất là lớn mà anh tin rằng là khách hàng cũng mất mát, mà những nhà môi giới cũng mất mát luôn. Khách hàng mất mát đây là gì? Là mua được, mất đi cơ hội sở hữu được một tài sản phù hợp. Mà nhà môi giới là mất đi một cơ hội bán hàng, và thế là mất đi rất là nhiều công sức mà cả khách hàng và nhà môi giới đã cùng nhau làm việc với cái hiệu suất cao trong vòng khoảng tầm cả năm trời chẳng hạn. Thì mới có thể tìm được mua tài sản đó, nhưng cuối cùng để trôi qua. Vậy thì quay lại câu hỏi của Văn, làm sao để chúng ta gọi là chúng ta giảm thiểu cái tỷ lệ đó đi. Nghĩa là khách hàng luôn có một cảm giác rằng là cái tài sản đó nó đã phù hợp rồi, mức giá đã chấp nhận được rồi, vậy thì liệu rằng nó còn tốt được hay không?
liệu rằng nó còn tốt nữa hay không. Thì đó mới là cái yếu tố mà anh Thuận cần phải nói rằng là khách mua ở thời điểm đó cần phải làm việc rất rõ, rất rõ để xem rằng là thật sự cái mục đích mua cuối cùng của mình là gì. Cái mục đích mua cực kỳ quan trọng, nó quan trọng lắm. Nó sẽ làm khi mà khách hàng làm rõ được yếu tố đó với bản thân khách hàng thì lúc đó khách hàng sẽ biết rằng à, mình đi mua hàng vì điều gì. Thì lúc đó rằng là khách hàng sẽ có thể rằng có nhiều cái dữ liệu hơn. Vậy là tới lúc đó thì mình sẽ quay lại câu chuyện đó là quay lại cái mục đích ban đầu của anh đi mua là gì, không phải là tìm một cái căn mà rẻ nhất. Và rõ ràng là chúng ta không bao giờ chúng ta có thể mua được một căn rẻ nhất, tại vì chúng ta cũng sẽ không có đủ dữ liệu để mà đưa ra một cái so sánh đó. À, anh sẽ giải thích rõ hơn là cái mong muốn cái của anh đang muốn nói tới rằng là khách hàng cần phải xác định. Nếu như đối về cái việc mà khách hàng mua để mà sử dụng thì cái yếu tố giá không phải là cái tiêu chí đầu tiên mà khách hàng nhắm tới. Cái tiêu chí đầu tiên mà khách hàng nhắm tới khi mua sử dụng, tại vì anh chia sẻ một cái câu chuyện ở đây đó, là những cái câu chuyện thực tế mà anh đã trải nghiệm qua, là có những khách hàng là một lần đi xem là đi cả doanh nghiệp hoặc là ban lãnh đạo của doanh nghiệp, mà để mà mua được một cái tài sản đó, khách hàng cần phải đảm bảo những cái tiêu chí rằng là ở chỗ đó, cái tài sản nó có bao nhiêu chỗ để xe, đó bao nhiêu chỗ để xe, diện tích sàn sử dụng là bao nhiêu, rồi cách bố trí như thế nào, có hiện đại hay là không hiện đại, rồi ở vị trí đó rồi di chuyển của các đối tác của mình có gần hay không, có thuận tiện không, rồi nhân viên của mình, nhân viên của mình nha, tại vì phần lớn là doanh nghiệp cho nên là khách hàng sẽ rất quan tâm về vấn đề nhân viên của mình, đi làm ở vị trí đó có thuận tiện hay không, có gần hay không. Đó, vì vậy rằng là khi mà chúng ta tìm được một cái tài sản mà nó đáp ứng được những cái tiêu chí đó rồi, mà chúng ta lại có những khách hàng lại quay qua câu chuyện về giá, thì như anh nói là sẽ không có một cái tài sản nào mà nó nằm đạt tất cả các tiêu chí mà vừa rẻ vừa đẹp và vừa một cái mức giá vừa ngon, giống như anh nói là vừa rẻ đẹp ngon. Thì cái điều đó nó sẽ rất khó để có thể xảy ra. Vì vậy khi mà làm việc tới cái một cái bước đó thì khách hàng cần phải quay lại xác định nhất là cái mục tiêu của mình là gì, mình mua để làm gì. Nhưng ngược lại đối với những khách hàng mua đầu tư, mua đầu tư thì khách hàng sẽ quan tâm hai điều. Một ấy là cái tài sản đó ở trên thị trường, trên mặt bằng chung thì tốt hơn thị trường bao nhiêu phần trăm, khách hàng chỉ quan tâm về giá thôi. Cái thứ hai rằng là cái khu vực mà khách hàng chọn đó có tiềm năng tăng trưởng giá như thế nào trong vòng 1, 2, 3 năm tới, và cái khả năng thanh khoản của cái bất động sản đó, nó có cao hay không. Rồi sau đó khách hàng mới xét tới những cái tiêu chí về đường thuận tiện, rồi đường thương hiệu, rồi diện tích sàn hay là chỗ để xem, thì nó tạo thành một cái sự khác biệt rất là lớn nha, một cái sự khác biệt cực kỳ lớn giữa nhóm khách hàng mua để sử dụng và mua để đầu tư. Vì vậy á, rằng là anh luôn muốn chia sẻ tới với khách hàng của anh trong suốt cái quá trình tư vấn, thì khi mà trong cái quá trình mà mình làm việc á, mình đi xem bất cứ tài sản nào thì mình phải xác định rõ ràng rằng là mình cần cái gì nhất đối với tài sản này, và mình mong muốn khao khát cái gì nhất đối với tài sản mình mua được ở thời điểm mình đang đi tìm. Một cái nỗi đau cực kỳ lớn. Có những khách hàng mà thật sự rằng là mất 3-4 năm trời để có thể là mua được một tài sản, tại vì cái giá trị nó cũng không hề nhỏ. Quay lại thêm một cái nữa mà anh muốn đề cập để mà nhắc tới luôn, có nghĩa rằng là với cái chủ đề ngày hôm nay, giống như câu hỏi đầu tiên của Văn cũng như là anh Tinh, là khách hàng cũng rất là thắc mắc. Sẵn tiện là Văn hỏi mỗi câu rằng là làm thế nào để mà có thể là rút ngắn cái thời gian đó, thì anh sẽ giải quyết luôn là cái chủ đề đó, là cái chữ phù hợp. Phù hợp ở đây rằng là sẽ không có một cái tài sản nào mà nó tốt nhất với mọi người. Nó sẽ không có, đối với một khách hàng mua sử dụng để làm tòa nhà văn phòng để cho nhân viên của mình đó, thì cho dù Văn có giới thiệu một cái tài sản nào ở một cái khu vực khác mà nó không thể làm văn phòng được, cho dù rẻ bao nhiêu khách hàng cũng sẽ không mua. Đúng không ạ? Chính xác anh. Còn nếu như với khách hàng đầu tư mà Văn có giới thiệu một cái tài sản nào nó nằm ngay cái vùng lõi như thế này, ngay cái vùng trung tâm, cái vùng lõi mà ai cũng nhắm tới cái vị trí đó, ví dụ đường Lê Thánh Tôn,
đường Nguyễn Huệ chẳng hạn, hay đường Đồng Khởi. Nhưng mà nếu như tìm tới những vị trí đó mà chúng ta nói về cơ hội đầu tư thì Văn có thuyết phục khách hàng cả ngày thì nó cũng không thể thuyết phục được. Tại vì đơn giản là nó không khả thi. Nó không phải dành nơi dành cho đầu tư. Cho nên á, cái sự phù hợp mà anh muốn nhắc tới rằng là tại sao mà một nhà môi giới mà có nhiều kinh nghiệm đó, thường sẽ dành rất nhiều thời gian làm việc khách hàng, với khách hàng của mình ở cái bước đầu tiên, đó là bước mục đích mua, và làm việc ở bước thứ hai là ngân sách mua. Thì khi mà làm việc ở hai cái bước đó mà thật sự nó rõ ràng rồi á, thì tới cái bước thứ ba sẽ rất là dễ để có thể đưa ra quyết định, quyết định chính xác. Tại vì có nhiều tài sản rằng là khách hàng mua với cái nguồn ngân sách mà tới 100-200 tỷ. Đó là lý do tại sao anh muốn đưa ra cái vấn đề là cái sự phù hợp. Nghĩa rằng là có thể rằng tài sản đó phù hợp với anh, nhưng chưa chắc là phù hợp với bạn. Đó, cho nên đó rằng là những cái tiêu chí mà anh muốn đi sâu xa vào khi mà tư vấn bán hàng á, anh hay dùng cái từ cho khách hàng của mình là phù hợp với anh chị. Em sẽ tìm được sản phẩm phù hợp dành cho anh chị, chứ không phải là một tài sản rẻ nhất, một tài sản mà không, nói chung là mình phải nắm rõ được rất rõ các tiêu chí của một khách hàng trước khi mà có thể giúp được khách hàng lựa chọn những sản phẩm. Ok, vậy là em sẽ tổng hợp lại hôm nay là anh Thuần đã chia sẻ đến cho quý chị và bạn ba cái bí quyết để theo một cái quy trình gọi là quy trình mua hàng tại dành cho bất động sản trung tâm Sài Gòn. Đó thứ nhất, đó chính là cái chúng ta phải xác định rõ cái mục đích mua của mình là gì, nó phải là quận nào, đường nào, khu vực nào, phải rõ ràng về những cái tiêu chí đó, chúng ta mua sử dụng hay là chúng ta mua đầu tư. Đó, rồi cái thứ hai đó chính là chúng ta phải rõ ràng về cái ngân sách mà chúng ta sẽ mua là bao nhiêu, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng lựa chọn được các cái tài sản phù hợp, để khi mà đã tìm ra được các tài sản phù hợp rồi thì chúng ta sẽ bước qua cái bước cuối cùng, một bước quan trọng nhất, đó là cái định của chúng ta ngay từ ban đầu. Đó chính là cái sự quyết liệt mạnh mẽ để chúng ta lựa chọn và chúng ta đàm phán, chúng ta quyết tâm chúng ta mua một cái tài sản mà chúng ta đã đưa vô trong tầm ngắm, trong tầm cân nhắc của doanh nghiệp cũng như là cá nhân. Chia sẻ với lại khách hàng của kênh Tường Văn Riêu luôn rằng là thật sự đây là một cái chủ đề mà nó cực kỳ quan trọng. Mà tại sao Thuần và Văn đã quyết định để có thể là thực hiện ngay sau khi cái số đầu tiên của mình là đưa ra cái cập nhật về biến động của thị trường bất động sản, để khách hàng hiểu được là cái nhịp động, cái sự sôi nổi ở thời điểm hiện tại như thế nào. Tại vì đứng ở một góc độ là một nhà tư vấn môi giới bán hàng đó, thì cái việc thành công của một nhà môi giới là giúp cho nhà đầu tư của mình mua được cái tài sản phù hợp. Đó là một cái nỗi niềm rất lớn. Mà anh tin rằng là với những nhà môi giới mà đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đã có nhiều thời gian làm việc với khách hàng của mình, mà để mua những tài sản lớn mà nó đòi hỏi phải có nhiều cái tiêu chí trước khi khách hàng quyết định mua, thì sẽ hiểu rất là rõ những gì mà anh đang nói. Thực sự đó, để mà tìm được một cái tài sản mà đáp ứng những cái tiêu chí của khách hàng đưa ra, nó không hề dễ dàng. Và để mà chúng ta làm việc một cách nó hiệu quả nhất, để chúng ta mua được cái tài sản đó, chúng ta không phải là chúng ta kịp mua, mà trong những cái tài sản, tại vì có những cái tài sản ở thời điểm vừa rồi, giống như một cái tài sản khoảng tầm hơn 400 tỷ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, thì đâu đó chỉ tung ra thị trường khoảng tầm 2 tuần là ngay lập tức giao dịch. Vậy thì á, nó đòi hỏi một cái sự kết nối rất là lớn đối với những khách hàng, giữa nhà môi giới và khách hàng, để làm như thế nào để đưa ra những cái điểm khuất mắc, để tháo gỡ cái điểm đó ra, rồi từ đó chúng ta đưa ra được cái phương án để làm sao chúng ta có cái cách mà chúng ta mua được cái tài sản một cách phù hợp với chủ nhà. Thì có những cái hồ sơ thì anh làm giống như là khi mà mua được là khách vỡ hòa trong cảm xúc,
không phải là chỉ đơn thuần rằng là mua được một tài sản tốt, yeah, mà giống như là gỡ được một cái gánh nặng. Tại vì gần như là cầm khoảng tầm 100-200 tỷ, và Văn biết rằng là trong khoảng tầm 2-3 năm để mà đi tìm kiếm một cái tài sản nào đó, thì khi khách hàng sở hữu mua được thì thật sự ra là giống như là gỡ được một cái gánh nặng. Cho nên là đó tại sao mà anh mong muốn là anh làm cái chủ đề như thế này, để có thể là thông qua đó là chia sẻ tới khách hàng của Tường Văn Kênh, Tường Văn Riêu, để làm như thế nào trong thời gian tới, hoặc là những khách hàng đang làm việc có những sẽ có những cái yếu tố là mang tính chất là cởi mở hơn với những cái yêu cầu và cái tiêu chí của mình đưa ra. Thì những cái điều mà khách hàng đưa ra càng chi tiết, càng cụ thể, thì đó là cái dữ liệu cực kỳ quan trọng đối với những nhà môi giới, để có thể rằng là hệ thống lại những cái tài sản mà đạt tất cả những cái tiêu chí đó. Từ đó chúng ta lựa chọn ra những cái sản phẩm gọi là sản phẩm mục tiêu. Chúng ta tập trung làm việc, chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích những cái tài sản mục tiêu đó. Là từ đó chúng ta sẽ có được cái sản phẩm tốt nhất, sản phẩm phù hợp nhất trong cái list sản phẩm mục tiêu. Và chúng ta đưa ra cái quyết định cực kỳ nhanh. Tại vì bất động sản trung tâm là nó có rất là nhiều. Đó, bởi thế rằng là bản thân anh cũng là từng là nhà đầu tư. Thì anh cũng hiểu rất là tâm lý của khách hàng rất là nhiều. Với là sẽ luôn có một cái cảm giác là liệu rằng là mình có tìm được một cái tài sản tốt nhất chưa, phù hợp nhất chưa, gọi là đạt tất cả các tiêu chí mình đưa ra không. Vậy thì để mình làm được cái điều đó thì mình cần cung cấp đủ những cái dữ liệu mình yêu cầu, những cái đề nghị của mình đối với nhà môi giới của mình, thì lúc đó rằng mình sẽ có cơ hội mua được cái tài sản như anh nói là gì, phù hợp với mình nhất. Cảm ơn những chia sẻ của anh Thuần rất là nhiều, và Văn cũng mong là quý anh chị, cô chú đang xem buổi live ngày hôm nay, cũng như là chúng ta sẽ xem cái buổi phát live lại với chủ đề ngày hôm nay, đó là bí quyết để giúp khách hàng mua được tài sản phù hợp tại trung tâm Sài Gòn. Thì khi mà anh chị xem lại thì Văn cũng muốn gửi gắm phù hợp để chúng ta nhanh chóng, nhanh nhất có thể tiết kiệm được thời gian để chúng ta tìm kiếm được tài sản tại trung tâm. Thì đó là cái mục tiêu của cái buổi live ngày hôm nay, cũng như là những chia sẻ rất là thẳng thắn của anh Thuần cũng như là Văn và team Tường Văn Riêu muốn mang đến cho anh chị và các bạn. Anh Thuần có chia sẻ gì thêm nữa cho quý anh chị không? Chúng ta sẽ dành những phút còn lại để chúng ta cùng nhau ta trao đổi những cái nội dung. Thì có một cái câu hỏi của anh Steven Nguyễn là top những cái khó khăn của người mua nhà trung tâm phải đối mặt là gì. Thật sự ra là đây là một cái câu hỏi mà kể cả nhà môi giới cũng gặp phải luôn. Cái rằng là nó khác so với chúng ta trước đây. Thuần cũng đã có khoảng tầm 6 năm làm việc ở các cái dự án khác nhau. Thì khi mà Thuần làm việc ở các cái dự án, nó có bị một cái điểm thuận lợi như thế này nè. Nghĩa rằng là khi khách hàng tìm tới nhà môi giới của dự án đó, thì khách hàng đã chọn một cái khu vực mục tiêu để đầu tư rồi. Vậy thì chúng ta chỉ cần phân tích ở trong cái khu vực đó nó sẽ có những cái dự án nào, hoặc là khách hàng đã chọn luôn dự án đó. Và chúng ta làm sao chúng ta phân tích để khách hàng thấy rằng là cái cơ hội đầu tư nó tốt, hoặc là cái cơ hội sở hữu, hoặc là cái tiêu chí mua nó ở phù hợp với khách hàng. Thì chúng ta lập tức chúng ta có thể rằng là có những dữ liệu rất là thực tế luôn, và nó rất là chính xác để chúng ta tư vấn được khách hàng. Nhưng trung tâm là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trung tâm thật sự tới thời điểm này luôn, mà để mà làm ở khu vực mà Thuần muốn chia sẻ với khách hàng của mình luôn, mà để mà hiểu rõ được khu vực quận 1 hoặc quận 3 thôi, là một cái gọi là cái sự nỗ lực rất là lớn của cả ekip của kênh Tường Văn Riêu, thậm chí rằng là có cả hệ thống phía sau để mà hỗ trợ cho cái nguồn lực trong câu chuyện rằng là hiểu rõ thị trường rất là nhiều để mà khi mà đưa ra những quyết định. Vậy thì giống như là quay lại câu hỏi của anh Steve Nguyễn, thì rằng là gì, những cái nỗi lo đối mặt nhất là gì, khách hàng sẽ phải đưa ra cái quyết định khu vực đầu tư ở quận nào trước, hoặc là ở khu vực nào trước. Cái thứ hai rằng là sẽ có rất nhiều cái sản phẩm cạnh tranh với chính cái lựa chọn khách hàng.
Tại vì vì Văn biết rằng là ví dụ như là chúng ta cầm 5-60 tỷ để chúng ta mua một cái tuyến đường ở quận 1 thì nó có rất là nhiều tuyến đường để chúng ta lựa chọn ở quận 1, thậm chí là phường Bến Thành, phường Cô Giang, phường Bến Nghé thì chúng ta đã phải so sánh ở rất nhiều tuyến đường rồi. Đừng nói tới là khi chúng ta lựa chọn một quận 3 nữa thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta gặp những cái tài sản đó. Và có những khách hàng là chia sẻ như Thuần chia sẻ là nếu những môi giới làm như Thuần lâu năm á thì thường Thuần sẽ không có đưa khách hàng đi xem quá nhiều sản phẩm, mà khi mà tìm hiểu được cái nhu cầu của khách hàng rồi và hiểu được là khách hàng sẽ mong muốn để mua những cái tài sản như thế nào thì Thuần sẽ lựa chọn một vài cái tài sản để khách hàng đi xem thôi. Thay vì rằng là cho khách hàng đi xem hết tất cả những sản phẩm mình có, thì khi mà các bạn môi giới mà đưa các bạn khách hàng đi xem hết tất cả các tài sản mà đang bán ở trên thị trường hoặc bạn môi giới đó muốn tư vấn thì khách hàng cực kỳ khó để đưa ra quyết định. Tại vì thực sự ra xem tới sản phẩm thứ 10 rồi thì chúng ta không còn nhớ sản phẩm đầu tiên, sản phẩm thứ hai chúng ta đi xem cái nào. Cho nên á, cái bài toán đầu tiên top, cái khó khăn nhất dành cho khách hàng khi mà lựa chọn tìm mua bất động sản ở trung tâm là gì? Lựa chọn cái khu vực, và chúng ta có quá nhiều sản phẩm cạnh tranh trong để mà chúng ta đưa ra những cái sự lựa chọn. Vì vậy rằng là để mà mua được một sản phẩm hiệu quả thì rằng là chúng ta phải chọn được một nhà môi giới có kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên môn sâu và phải hiểu rõ được thị trường. Và đặc biệt rằng là nhà môi giới đó phải thật sự có cái kỹ năng để hiểu được rằng là những cái yêu cầu nhất định của khách hàng, thì lúc đó nó mới tăng được cái khả năng mà khách hàng mua được một cái tài sản phù hợp. Đó là những cái điều mà anh trong quá trình làm việc mà anh thấy rằng là khách hàng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong cái câu chuyện rằng là có quá nhiều sản phẩm trên thị trường để có thể là chọn một cái sản phẩm. Đó là câu trả lời cho anh Steven Nguyễn. Em cảm ơn anh Steven Nguyễn đã đặt câu hỏi nha. Nếu anh chị và các bạn chúng ta có câu hỏi gì thì cứ comment bên dưới, thì Văn cùng với anh Thuần sẽ giải đáp cho anh chị và các bạn trong khoảng 5 đến 10 phút nữa. Cái chủ đề ngày hôm nay rất là hay các thầy. Nếu như thật sự ra là mà khách hàng mà có những cái điều mà Thuần chia sẻ trong chủ đề này là nó đúc kết vào khoảng tầm 8 năm làm nghề. Tới thời điểm hiện tại thì bản thân Thuần đã hỗ trợ được đâu đó là khoảng 200 khách hàng mua được cái tài sản phù hợp cho tới thời điểm bây giờ. Và những cái điều mà Thuần chia sẻ là đó là cái quá trình mà Thuần đúc kết lại. Đúc kết từ những khách hàng đã mua hàng thành công và đúc kết từ những khách hàng đã mua hàng chưa được. Đó. Em cũng nhận thấy là em cũng thông qua cái việc mà em bán cũng rất nhiều sản phẩm cho khách, thì sau cùng khi mà sâu chuỗi lại á thì rõ ràng là khách hàng họ rất hiểu mình, và điều quan trọng hơn nữa đó là mình rất hiểu về khách hàng, mình hiểu rõ từng chi tiết về dòng tiền, về nguồn vốn, về nhu cầu sử dụng như thế nào, thì lúc đó rõ ràng là cái quy trình mua hàng ngày hôm nay rõ ràng là nó rất là quan trọng, phải giúp khách hàng xác định rõ anh mua làm gì, anh mua để sử dụng hay là đầu tư hay là gì đó, và tại khu vực nào, phải rất rõ ràng về mọi thứ. Anh chị và các bạn, mình đang xem buổi live bí quyết giúp khách hàng mua được tài sản phù hợp tại trung tâm Sài Gòn nha. Và buổi live này Văn có record lại, thì nếu anh chị và các bạn chúng ta vào sau thì chúng ta có thể xem lại buổi live. Chúng ta có khoảng 5 phút nữa để đặt câu hỏi trước khi buổi live sẽ kết thúc. Vậy chắc là
Ở thời điểm hiện tại thì Thuần nhận thấy rằng cũng không có còn câu hỏi nào, cho nên là chắc sẽ kết thúc cái buổi live ở đây. Tuy nhiên rằng là với những gì mà Thuần vừa mới chia sẻ trong cái chủ đề này, rất là muốn để có thể rằng là khách hàng đến với kênh Tường Văn Riêu có những cái góc nhìn thật sự cởi mở, để có thể rằng là từ đó rằng là kênh Tường Văn Riêu, ekip hay là cá nhân Thuần sẽ có những cái thông tin chuyên sâu nhất để có thể rằng là tư vấn giúp cho khách hàng của mình mua được một tài sản phù hợp tại ngay vùng lõi trung tâm. Giống như chúng ta hôm bữa trước ở chủ đề trước, chúng ta thấy được là cái nhịp đập thị trường ở thời điểm hiện tại là nó cực kỳ tốt, và chia sẻ với ban quý khách hàng luôn là ở thời điểm hiện tại là cái nguồn cung gần như là không đáp ứng được cái nhu cầu mua, thì gần như là bất động sản là đang là một trong những cái lựa chọn hàng đầu của khách hàng mình. Và đây là cái điểm khó khăn của cả thị, thậm chí rằng là kể cả kênh Tường Văn Riêu của mình cũng đang hỗ trợ cho rất nhiều khách hàng để tìm kiếm sản phẩm phù hợp. Nghĩa rằng là ở trên thị trường thì mặc dù là có nhiều cái tài sản đang bán ra, tuy nhiên là có những cái tài sản nào đáp ứng được cái tiêu chí của khách hàng của mình thì lúc đó mới có thể giao dịch thành công. Đó chính là lý do tại sao chúng ta thấy rằng là mặc dù bán ở trên thị trường là có rất nhiều cái tài sản bán, nhưng những tài sản nào đẹp thì ngay lập tức sẽ được giao dịch nhanh. Ok, thì hôm nay thì buổi live của Văn với anh Thuần đến đây thì xin phép được kết thúc. Và trong chủ đề tiếp theo, số thứ 3 cũng sẽ là một chủ đề mà Văn tin là sẽ mang đến rất là nhiều giá trị cho quý anh chị và các bạn. Và xin cảm ơn anh chị và các bạn đã tham gia buổi live từ đầu đến cuối trong buổi tối ngày hôm nay. Văn xin gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị. Xin chào quý khán giả của kênh Tường Văn Riêu.